Chào các bạn yêu mến cờ tướng, hôm nay mình làm bán cuối cùng của thế trận thuận pháo trực xa phá hoàng xa. Thế trận này học được trong cuốn sách Quốc Trung Bí, mà các bạn hãy đón xem. Đây là thế trận thuận pháo trực xa biến thế số 5. Trước tiên bên đỏ đi pháo ngang qua, bên đen đi pháo ngang qua. Bên đỏ bay mã lên, bên đen bay mã lên. Kế tiếp đen đi ngang qua, xe đỏ đi ngang qua, xe đen tiến lên, xe đỏ chạy xuống. Cố ý là bắt tốt đè mã. Bên đen đi, xe đen đi ngang qua từ cột chính qua cột 4. Tạo thế thuận pháo hoành xa. Xe đỏ ăn tốt đè mã và ngược lại bên đen đi xuống đuổi pháo. Pháo đen chạy đi, bước lên, bên đỏ đi xe ngang qua đuổi pháo và đồng thời bắt mã. Bắt mã là sẽ dùng con pháo sau của bên đen ăn vào con mã đó để phản công lại. Bên đỏ sẽ chạy ngang qua, cũng bắt con mã đen luôn. Và bên đen đã tấn công vào, dùng pháo ăn con mã. Trong khi đó, ngược lại, bên đỏ sẽ dùng xe ăn mã đen. Hay quá. Và đồng thời, bên đỏ đang chuẩn bị mở đường pháo đầu, tại vì mình đã ăn một con mã rồi, bên đỏ có thể mở đường pháo đầu. Nhưng mà bên đen đã phi mã lên để giữ con chốt đầu, không cho bên đỏ ăn tốt đầu để tạo thế pháo đầu. Và vì vậy mình sẽ dùng một con pháo đỏ ở bên góc tay trái ăn vào con tượng của bên đen trước. Sĩ bên đen phải bay lên, sau đó mình gạt con pháo ngang qua để tạo thế chiếu tướng xe dịch. Và bên đen đã ứng phó với thế trận này bằng cách xuất tướng ngang qua. Kế tiếp mình dùng xe chiếu tướng, tướng đen nhồi lên, sau đó mình sẽ đi tốt lên để mở đường cho mã. Và cố ý là mình dồn con mã đi lên một nước, hai nước để chiếu tướng là bên đen có thể là bị thua đó nha. Và sau đó mình sẽ, bên đen sẽ xuất xe, bên đỏ sẽ lấy xe ăn pháo. Hay quá. Thí xe luôn để phòng ngừa không cho bên đen chiêu dùng chiêu thế pháo cấp. Bởi vậy nên là bên đen ăn lại xe đỏ. Mình sẽ xuất pháo ngang qua, đỏ pháo đỏ đi ngang qua từ cột 5 qua cột 4. Để mình, sau khi mình xuất pháo ngang qua, mình sẽ đưa lên và chiêu tướng. Bên đen đã biết vậy, đem xe xuống để bắt con pháo mình. Và kế tiếp mình sẽ dùng con mã mình ăn lên, chiếu tướng. Cố ý để cho con xe đen ăn con pháo của mình luôn. Và sau đó đem con mã tiến cho chiếu tướng đen. Tướng đen không đi lên mà sẽ dùng con pháo đi ngang qua để đỡ chân mã. Các bạn thấy là nha, bây giờ đó mình sẽ không ăn pháo được, tại vì nếu mà ăn pháo là bên đen nó sẽ dùng ăn sĩ của mình, xong rồi tướng mình nhồi lên nó sẽ dùng con xe này chiếu tướng và nó sẽ dùng xong xe để nó giết mình. Bởi vậy á, để phòng ngừa
đó, thì mình phải bay tượng lên, bay sĩ lên nè, chứ không là xe đen nó sẽ ăn sĩ mình lên, xe hai xe nó cùng nhau mà nó sẽ tiêu diệt mình, bởi vậy mình phải đưa sĩ lên, xe đen lùi lại chạy để yểm trợ đỡ cho con pháo. Nếu mà xe đen mà không chạy lại thì mình sẽ dùng xe đỏ của mình ăn con pháo rồi. Vậy bây giờ mình sẽ dùng xe lùi lại chiếu tướng đỡ đen đi xuống dưới, và kế tiếp mình sẽ lắc con mã mình vô trong đó. Mình bắt con tự mình lên trước cái đã để mà phòng thủ cho cái cơ mình nó vững chắc cái đã, xong rồi bên đỏ, bên đen sẽ bay tốt lên để mở đường cho mã. Mà đã trễ rồi, mình sẽ lắc con mã vô trong cấp. Kế tiếp con tướng nó phải đi vô trong, tại vì nếu tướng không đi vô trong mình đem mã xuống là chiếu tướng, pháo mã xe nằm hai đường song song với nhau là chiếu, là tướng tướng đen sẽ chết. Bởi vậy nên tướng đen phải lùi vô. Kế tiếp mình đem mã xuống mình chiếu tướng. Còn hai đường nữa là bên đen sẽ chết rồi. Hay quá các bạn ơi, mình dùng ba quân xe pháo mã hợp lại là tam tử quy biên, rất là hay. Tam tử quy biên là dùng ba quân ép vào một hướng, đánh vào một cánh phải hoặc cánh trái của đối phương, tạo lên thế tam tử quy biên, rất là hay. Bên đen phải lùi sĩ xuống, nhưng mà không kịp rồi, mình sẽ dùng mã mình lùi lại, dùng pháo chiếu tướng, sĩ đen phải bay lên trở lại để tránh đường tấn công của pháo. Và kế tiếp mình đem đem xe xuống dưới chiếu tướng. Oh man, hay quá. Và xe đen lùi lại. Và cuối cùng mình dùng xe đỏ ánh xe đen, mình vừa mở đường tấn công, rất là hay. Mình dùng xe đỏ mình ăn xe đen là tại vì có mã mình nằm đây, nó yểm trợ cho xe đỏ rồi, tướng đen không thể ăn xe đỏ của mình, và ngược lại sĩ đen cũng không thể lùi xuống lại được đây. Hay quá. Bởi vậy tướng đen không lùi lại được. Nếu mà tướng đen ăn sĩ 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 đen ăn xe mình thì đã có pháo, nó chặt con tướng đen rồi. Hay quá. Bởi vậy bên đen phải chịu thua. Thế này là thế thứ năm trong ván cờ thuận pháo trực xa phá hoàn xa, rất hay. Mà các bạn hãy nghiên cứu mà học hỏi, hy vọng các bạn có thể áp dụng những thế trong những ván chơi của các bạn. Chúc các bạn chơi cờ tướng vui vẻ và thành công. Hy vọng gặp lại các bạn những ván sau này.